thấy sinh mệnh nơi thế gian đều như quấn trong bụi gai. Khi thân tâm lặng yên thì sẽ chẳng tổn thương. Rời bỏ chốn thiên môn tòa an trúc lâm, những lời ân sư lúc xưa quan tâm tàn hộ gia tánh không hồng trần thế thái. Trong tim hình bóng ai phun bao lần nhưng chẳng phải người trong Phật môn thế nhưng tâm còn nhớ.